Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Tôi vừa mới có một cái chuyến đi quay video clip 9 ngày ở Khánh Hòa. Hôm nay tôi mới về trên giàn của mình và tôi mới kiểm tra lại trong giàn. Cực kỳ là may mắn luôn các bạn. Nếu mà chậm thêm khoảng 2 ngày nữa thôi là sẽ bị thiệt hại rất là nghiêm trọng. Tôi xin chia sẻ các bạn một số những cái hình ảnh phía sau này. May quá, buổi sáng nay tôi đi kiểm tra và tôi thấy là có một cái lá lan nó bị rách. Hai lá bị rách. Và ở trong này thì có một cái con gì đấy chưa biết được. Nó đang làm tơ, làm kén ở trong này đây các bạn. Không phải kén mà là nó trăng tơ ở đây. Và nó chui vào trong ở giữa cái ngọn của cây lan. Cây lan đang rất là đẹp các bạn nhé. Đây ạ. Cái cây này thì lúc đầu nó gần xít nữa thì thắt ngọn. Xít thắt ngọn các bạn. Được khoảng 20cm thì nó gần thắt ngọn. Tôi bón thêm một cái lần, một cái phần phân 20-10-10. Phân thông minh của Hàn Quốc 20-10-10. Đáng nhờ thắt ngọn ở chỗ này rồi đây các bạn này. Các bạn nhìn, nếu mà các bạn chơi lan lâu, các bạn quan sát kỹ, các bạn sẽ thấy này, đáng ra thắt ở đây. Lại đua ngọn tiếp. Đấy, thì từ hôm đến giờ là nó dài được thêm khoảng tầm 20cm nữa rồi. Đó mới chỉ là một lần 20-10-10 thôi đấy các bạn. Và hôm nay thì nó lại gặp một cái tình trạng là một cái con này. Cho nên là mình trồng lan ấy, mình phải thường xuyên quan sát các bạn ạ. Thì mới không bị ăn hành. Tôi sẽ bóc cái tơ của nó ra xem con này là con gì. Chui ra đây xem nào. Ô, nó đã nhảy ra. Con này là con gì các bạn? Con dế đúng không ạ? Như vậy chứng tỏ là dế. Con dế hay con gì đấy các bạn? Thực sự tôi cũng không biết nó là con gì. Cào cào châu chấu cũng không phải. Chắc là một con dế đang còn non. Và nó đã cắn nát mất hai cái lá lan của tôi. Tôi đã tiêu diệt nó rồi. Tôi làm một cái sạp ở trên cao như vậy đấy các bạn. Trồng như vậy đấy mà nó vẫn còn nhảy lên trên ngọn lan của tôi để nó cắn cái lá lan của tôi. Xé rách cái lá lan của tôi ra. Không biết là có thắt ngọn, bị thắt ngọn không nữa. Rách mất hai cái lá các bạn ạ. Cắn nham nham nhở nhở luôn đây này. Quá là may mắn. Các bạn thấy cái ngọn lan không? Nó đi theo hướng nắng. Nó đang tìm hướng nắng tây đấy các bạn. Tôi để ở cái tư thế ở trong này thì cái cây lan này nó tự đi tìm hướng nắng và nó phi theo hướng tây. Đây này các bạn này. Mỗi một cái chuyến đi nó đều là một cái sự trải nghiệm rất là thú vị. Và khi mỗi khi về giàn kiểm tra lan. Ồ, cây này cũng bị này các bạn. Nhưng mà hình như bố tôi xử lý cái này rồi, móc cái này ra rồi. Mỗi khi về giàn thì mình lại đều thấy được rất là nhiều những cái sự thay đổi. Hôm nay ở đây có cái lô giả hạc nù tam bố di linh đang nảy mầm
Nù tam bố di linh đang nảy mầm đây. Lô này bị nảy mầm sớm do là tôi bón phân nó hơi sớm, bón 20-10-10 sớm nên là nó nảy mầm hơi sớm. Ở đây có cái nụ. Hơn nữa là năm nay khả năng là hoa sẽ nở sớm. Tuy là mới chỉ là những cái cây gieo hạt năm 1 thôi, năm nhất thôi, nhưng mà nụ lại rất là nhiều. Trong đấy thì có một cái cốc nó đã nảy, đã nở hoa đây. Cây này mới chỉ dài khoảng 10cm thôi các bạn. Hoa thì chắc là nở cũng được mấy ngày rồi, sắp tàn rồi. Cái cánh có dấu hiệu bị tàn rồi đây các bạn. Nó thâm thâm rồi. Cánh cũng rất là bay các bạn ạ. Cái này là hoàn toàn tự nhiên nhé. Tôi không có bất cứ một cái động tác nào vào đây cả. Hơn nữa là cây này còn rất là yếu, nhỏ. Được mỗi cái bộ rễ là ok thôi. Bộ rễ nó khỏe nên tôi mới dám cầm như này, nó mới không rớt cái chậu xuống. Mầm mầm thì nhiều. Kỳ này các bạn này. 2, 4, 6, 8, 9 cái kỳ. 10, 11 cái kỳ. Dễ sợ không các bạn? Cái này là Ben 01 với lại 20, 10, 10 đấy ạ. Phân thông minh của Hàn Quốc. Mình bón hơi sớm cho nên có lẽ là nó nảy mầm sớm. Rồi có những cái chậu cát lai da, những cái cát tôi trồng bằng dớn. Dớn đĩa của bên New Zita. Những cái dớn đĩa thì những cái này tôi cũng đang quay clip, các bạn đón xem nhé. Rồi những cái lô mà hàng dạt đây. Nói chung là còn dạt lại một ít cây của cái lô năm ngoái là cây nù tam bố. Thì cái cây này ấy, là nó hỏng hết gốc rồi. Nó chỉ còn mỗi cái phần ngọn thôi. Đợt vừa rồi ra nụ tôi cũng không cấu nụ đi, tôi xem hoa thế nào. Thì tôi thấy được là hoa của cái lô nù tam bố này rất là chuẩn. Cực kỳ là chuẩn khuôn luôn. Tôi mới tưới xong các bạn ạ. Màu sắc là màu hồng cánh sen, rất là sáng. Và cái này cũng sắp tàn rồi. Hôm tôi đi là nó bắt đầu nở. Hôm nay là được 11 ngày. 11 ngày thì nó cũng gần tàn rồi. Đây là cái bông, một cái bông mà gọi là cây rất là còi và hỏng mất cái gốc. Tôi mới gọi nó là hàng dạt. Thì trong cái lô này thì có cây đẹp, có cây thì cũng không đẹp lắm đâu. Cây này thì cũng đang có nụ đây ạ. Những cây đẹp như này thì tôi cũng vẫn đang giao dịch bình thường. Nói chung thì trong một cái lô ấy, nó sẽ có khoảng tầm 80% là bán được. Còn 10% là nó sẽ mình sẽ bán không được hoặc không dám bán. Còn tôi mới nhập một cái lô này. Cái lô này là lô nù tam bố. Nhập được, lúc mà tôi nhập thì tôi có quay một cái video clip có tên là Nguyễn Ngọc Hà nhập một xe tải lan. Một xe lan. Sợ gì lan sập, đấy. Thì cái bông này ấy, tôi thấy được cái họng của nó là cực kỳ là sắc nét luôn đây các bạn này. Bông này gần tàn rồi nhé, đây này. Nó sắp tàn rồi. Nên cánh nó cũng bầu tròn nhưng mà không có, hôm nay không có thấy bay. Tiếc quá mình đi hơi lâu. Mình đi một khoảng thời gian hơi dài. À đây, bông đây, bông tròn này, bay đây các bạn này. Đấy, chắc là bị ruồi vàng nó đốt. Có con ruồi đậu trên tay tôi luôn đây các bạn. Vừa quay clip mà con ruồi nó đậu trên tay này. Đây là con ruồi vàng này các bạn. Đó. Lì thế nhỉ. Đấy. Ở bên này thì có một cái cây.
có một cái cây nó ra được 3 cái ki ở trên giả hành. 1 ki này, 2 ki, 3 ki. Thì ở trên một cái ki ở trên này nó có một cái hoa ở trên đầu ngọn luôn. Hoa ở trên đầu ngọn, gọi là hoa bói đầu ngọn. Và một cái nụ đây cũng vặn vẹo. Nụ này thì nó chưa chuẩn khuôn lắm, vặn vẹo. Và hoa bói đầu ngọn thì thường là cũng sẽ vặn vẹo, nhưng mà được cái là lá mít này các bạn, tròn xe luôn. Và cánh này các bạn ơi, bay không? Một bên bay, một bên cụp này. Thì hoa nó không được chuẩn khuôn mà. Tuy nhiên là nếu mà cánh mà bay như này thì các bạn biết rồi, một cái khuôn bông mà bay như vậy thì quá tuyệt. Đây là hoa bói đầu ngọn. Cây này là cây nù tam bố di linh. Mời các bạn ngắm lại cái bông này. Cái họng của nó sắc nét, thật sự là quá đẹp luôn. Ồ, có cả bọ trĩ. Lâu rồi tôi chưa có phun bọ trĩ. Cánh tròn không các bạn? Cánh bầu tròn xoe này. Tôi quay clip tôi chia sẻ với các bạn ấy, hoàn toàn là hình ảnh thật, tôi không có ảo thuật như cái bông này các bạn nhé. Có sao thì mình quay như thế thôi. Bây giờ đang là 10 giờ kém buổi sáng. Tôi mới tưới trong vòng nửa tiếng xong. Mình có thể lấy hai cái bông này là một ít cái hình đại diện, gọi là hoa nở sớm của cả một cái lô này đi. Cả một cái lô này thì cùng là một mẹ, cùng một cha nó ra cả. Thì có thể bông nó sẽ hơi khác nhau một chút. Như các bạn thấy ở đây ấy, là bông cũng hơi khác nhau. Nhưng về cơ bản là về khuôn, về màu sắc là tương tự như nhau. Kể cả bông này cũng vậy. Bông này hôm trước tôi quay clip rồi. Có lẽ là cái clip đấy sẽ được đăng trước cái clip tôi đang quay ở đây. Thì về cơ bản tôi nhận xét thấy được cái lô này là ok. Nói chung cứ mỗi một lần mà mình đi xa mà mình về thấy lan nó đang nở và với một cái khuôn đẹp như vậy thì quá tuyệt. Ở đây có một cái con gì nó chui vào trong cái khe, cái lỗ của cái sạp này. Vàng tươi luôn. Nhìn rất là buồn cười. Nó lại chui ra kiểu oái oăm thế chứ nhỉ. Những cái con đấy thì nó tốt các bạn ạ. Nó săn bắt côn trùng nó tốt. Chỗ này tôi có một cái lô gọi là cây thân thủ cát bà của Hải Phòng. Nù, rụt, lá nhựa. Còn cái cây này là cây hòa bình, ương ki này. Hôm nay cây hòa bình này đang có một cái nụ bói. Không biết là nó sẽ thế nào. Nụ bói ở trên đầu ngọn, sau đó thì cái ngọn này tiếp tục đua ngọn tiếp. Nếu mà không có cái 20-10-10 này thì nó đã không đua ngọn được nữa rồi các bạn. Rất là sướng. Mỗi lần mà đi xa về, xa lâu lâu ngắm lan, phê luôn. Ồ, tàn rồi. Đây cũng là một bông bói, bông hạ oai trắng. Đặc biệt là ở đây tôi có một cái lô kiếm ra chai. Hôm trước thì các bạn có xem những cái clip của tôi đó. Tôi ra chai từ lúc mà cây kiếm nó bé như cái tăm thôi. Bữa nay thì nó đã to như vậy rồi. Lá rất là dày. Ngày trước thì lá dài ngoẵng luôn này các bạn. Lá dài này. Mình ra chai mình trồng vào một cái chế độ chăm sóc. Tôi cũng có chia sẻ trong các video clip khác rồi. Các bạn sẽ thấy là quá tuyệt luôn. Rồi mình đi thăm vườn thì có những cây cỏ thì mình tranh thủ nhổ luôn các bạn ạ. Cái lô kiếm này của tôi thì năm nay tôi cũng rất là tâm đắc. Với cái chế độ chăm sóc và tưới nước, bón phân. Thì năm nay
tất cả những cái chậu kiếm ở trong giàn của tôi đều đạt được những cái hiệu quả về độ rộng của lá, độ bự của giả hành và cái mức độ đẻ đều là rất là tốt. Chỗ này thì trước khi đi là tôi để một cái lô lan mà tôi đổi với lại chỗ vườn lan, lan vườn Bảo Lộc. Tôi đổi xong rồi tôi trồng ở đây. Thì hôm nay cái cây cát lay da này đã nở một cách e ấp đây, chuẩn bị nở hẳn. Không có chết một cây nào luôn các bạn. Tôi mới trồng và chưa chết một cây nào cả. Thì cái video clip quay về cái này chắc là cũng sẽ được đăng trước cái clip này luôn. Đây là một cái lô kiếm mà tôi trồng cách đây 5 tháng. Thật sự với các bạn là tôi rất tâm đắc với lại cái lô kiếm này. Tôi có quay clip về cái lô này mấy lần rồi. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là ví dụ như đây là một chậu mà tôi trồng từ một tép rất là nhỏ thôi. Một cái tép bé này. Sau 5 tháng thì nó đẻ ra được một cây này. Và cây đó đẻ ra một cây. Cộng với này, cái cây bà đó nó đẻ ra một cây nữa. Bây giờ bản lá đã rất là rộng. Bản lá này nó tầm 4 cm. Và chuẩn bị có thêm một mầm nữa ở đây. Nghĩa là sau 5 tháng từ một thành một cây trồng vào một chậu nó sẽ đẻ thành 2, 4, 5. Có thể là nửa năm thì từ 1 thành 6 đấy các bạn. Sau nửa năm từ 1 thành 6. Bản lá rất là rộng, mướt và lá lại ngắn. Ở đây tôi luyện kiếm lá nó từ dài thành ngắn hết. Cơ bản là như vậy, đạt được cái tiêu chí lá ngắn là đạt được tiêu chí về chơi cây kiếm rồi. Chứ còn luyện kiếm mà lá mà từ ngắn mà thành dài thì chỉ vứt đi rồi các bạn. Tôi nói thế có lẽ là một số bạn đang có những cái cây kiếm mà lá nó dài ngoẵng lại thấy buồn. Sau đó có thể là sẽ có những cái bình luận nó mang tính chất gọi là đả kích tôi, nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào sự thật ạ. Chúng ta hãy nhìn vào sự thật. Tôi chỉ nói dựa trên cái thị hiếu thôi, chứ còn thực ra cây kiếm nào hay cây lan nào cũng đều chơi được. Miễn là mình trồng, mình tự trồng, tự chăm sóc, nó ra được hoa là vui rồi. Tuy nhiên là con người thì đều có tình cảm. Thương, ghét, giận, hờn, vui, buồn. Và có những cái sự ưu tiên và có những cái sự không ưu tiên. Thì nếu mà không phải là một vị thánh thì đừng bình luận mang tính chất gọi là đả kích những cái quan niệm, quan điểm của những người khác hoặc là của số đông. Còn nếu mà đã là thánh rồi thì chắc là sẽ không nói gì đâu. Tôi đã quay cái clip về kỹ thuật trồng lan hồ điệp hàng dạt. Hàng mà người ta chơi xong người ta vứt đi đây các bạn. Ví dụ như ở một số những cái ngôi chùa ấy, khi mà hay là những cái cơ quan ấy, họ chơi hồ điệp xong hết hoa rồi họ vứt ra sọt rác, mình lụm những cái cây đấy về mình trồng. Thì ở đây tôi có một số những cái cây hồ điệp gọi là tê tua luôn. Tôi mang về đây tôi trồng và đến hiện tại thì mới được có khoảng tầm 20 ngày thôi. Cây nó đã hồi phục lên rất là đẹp, đặc biệt là như cây này. Không có một cái rễ nào cả. Bây giờ đã bắt đầu hồi sức và đang ra rễ. Rất là đẹp đây các bạn. Đấy, mới 20 ngày thôi ạ. Còn những cái cây này là tôi mua hàng dạt này. Cái hàng mà người ta, hàng chuẩn ý, là người ta bán 140.000 một cây. Đến khi người ta bán không có được vì là lá nó xấu quá, rách lá, gãy lá, cháy lá, thối lá vân vân. Rồi vòi hoa thì vặn vẹo. Thế người ta mới bán thanh lý, tôi mua vào có 60.000 một cây thôi, tôi trồng và bây giờ cây đã rất là đẹp rồi. Đấy, cái con đó nó cũng rất là tốt cho giàn lan, cho nên mình cũng không nên đuổi nó đi.
Khu vực này là cây nù ta ly Di Linh Xuân. Nù ta ly. Thì lá nó đang vàng. Chỗ này hình như chuẩn bị ra nụ rồi đây các bạn này. Lá nó vàng như này thì khoảng tầm 10 ngày nữa nó sẽ rụng. Nó rụng và nó sẽ ngủ khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng. Tưới nhiều thì ngủ ít, mà tưới ít thì ngủ nhiều. Nóng thì nhanh tỉnh dậy, mà lạnh thì sẽ ngủ sâu và ngủ lâu. Rồi sau đó nó sẽ ra hoa. Tôi dự đoán là Tết năm nay. Chỗ này nó sẽ ra hoa che chuét luôn. Nếu mà không bán được hàng thì nó sẽ ra hoa che chuét luôn. Hy vọng là ở trong vườn ít ít hoa tí thôi. Chứ vườn mà nhiều hoa thì Tết năm nay đảm bảo đói meo dâu luôn các bạn. Xa nhà lâu ngày về vườn là thích nhất các bạn ạ. Không đâu vui bằng nhà mình. Có một cái định nghĩa về hạnh phúc của một cô rất là thành công, tôi cũng học được. Cô ấy nói là đối với cô ấy, hạnh phúc là buổi sáng muốn đi làm, buổi tối muốn về nhà, đó là hạnh phúc. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Và ngược lại, đau khổ là gì? Đau khổ là buổi sáng chẳng muốn đi làm tí nào cả. Và buổi tối chỉ muốn đi nhậu, chỉ muốn đi đàn đúm thôi, không muốn về nhà. Thì đó là đau khổ. Ở đây hồng cánh sen, một cái bụi cát lây ra. Tôi giao lưu với chỗ anh Huấn, chủ tịch hội hoa lan An Giang. Còn cái bụi này là bụi cát vàng, vàng cam, chuẩn bị nở rồi. Đây là cây ống điếu. Cây ống điếu của Úc. Hoa cũng khá là thơm. Rất là bền. Người ta bảo hoa ống điếu thì hôi, nhưng không phải ống điếu nào hoa cũng hôi. Tôi trồng ở trên một cái đĩa dớn thôi. Đây là một cái cây Dendro Pensoda, hoa cực thơm. Cây Pensoda này hình như tôi cũng đổi với lại anh Huấn. Tôi nhớ mang máng vì thực sự lan trong vườn tôi đổi với rất nhiều người. Mười ngày trước lúc mà tôi đi á, thì cái bụi kiếm này nở được 3 ngày. Sau 13 ngày thì cái cây kiếm này nó cũng vẫn chưa tàn, vẫn còn. Tuy nhiên là đợt rồi cũng bão, cơn bão số 9 đấy các bạn. Nên là hoa nó cũng có vẻ, với lại bị thêm côn trùng nó chích nữa. Thì hoa gọi là tàn rồi. Tối hôm qua tôi về một cái là tôi nhảy ra vườn tôi soi. Tôi không kịp quay clip để chia sẻ. Nhưng mà tôi rất là tiếc. Khi mà tôi mở ra tôi thấy có một cái con sâu nó ăn ở trong này. Nó ăn thủng cái lá kiếm của tôi. Ăn thủng mất 3 cái lá của cái mầm này. Một cái con sâu to bằng cái tăm. Nó ăn kiếm của tôi trong khoảng mấy ngày. Làm tôi bay mất 5 triệu. Không, phải 6 triệu đấy. Tại vì bản lá cây này rất là rộng. Một cái mầm rất là đẹp luôn. Mà nó ăn như này thì bay mất 5-6 triệu là bình thường. Một con sâu thôi, vẫn còn tơ của nó đây các bạn này. Đấy. Người nông dân thì nó sẽ có nhiều rủi ro lắm. Rất nhiều rủi ro ở nhiều hướng khác nhau. Mình cũng không thể nào mà suốt ngày đi canh bướm được. Nhưng cái con bướm ấy, nó bay vào trong giàn. Nó đẻ cái phẹt và phát một quả trứng vào trong một cái kẽ lá xong nó bay đi. Ai mới biết được nó đẻ ở chỗ nào đúng không các bạn?
Rồi. Mấy tuần sau nó nở ra một cái con sâu. Thế là nó ngoạm cái cây lan của mình thôi. Và rồi mình ăn hành thôi. Thì dù là có đi thăm vườn thường xuyên liên tục đi chăng nữa thì cũng không thể né được. Đây, ngay cả cái chậu này cũng vậy này các bạn. Ước thật bản lá 6 sen luôn. Đang rất là đẹp nhá. Thế mà bị cái con gì nó gặm này các bạn này. Nó gặm như là chó gặm dép. Thiệt tình luôn á. Là cái này giờ ai bán được nữa các bạn đúng không ạ? Đây này, con gì nó gặm nữa đây này. Thế mới ức chứ. Những cái cây cùi bắp thì không thèm gặm đâu. Rồi. Nó chỉ gặm những cây tơ thôi. Non mơn mởn tơ thôi. Những cây mà già khú đế thì nó không thèm gặm đâu các bạn. Chỗ này. Một cái cây bản lá cũng rất là rộng và cũng bị sâu nó ăn này này các bạn này. Côn trùng này, sâu nó ăn đục lỗ này. Hết chỗ nói luôn. Ở chỗ này ấy, tôi không có che được côn trùng. Trên hở, dưới hở. Này, hở. Hở chỗ này là gần 1 mét. Ở bên trên hở 60 cm. Thì côn trùng bay ra bay vào cứ thoải mái thôi. Hôm nay cái chậu vị hoàng của tôi nó nở hoa. Một cái củ vị hoàng già nó nở hoa. Tôi cũng vừa mới quay cái clip xong. Các bạn đón xem nhé. Nở như này là có hoa chính chậu, hoa chính chủ rồi, yên tâm rồi ạ. Đấy, tôi lúc tôi trồng thì cái lá nó vàng khoe khe rồi. Sau 1 tháng tôi trồng thì bắt đầu nó khô đi và nó rụng hết lá đi. Đây này, vẫn còn vết đây này các bạn. Tôi cứ để đấy để làm trứng luôn. Vì tôi quay clip là tôi sẽ làm những cái clip mang tính chất là dài hạn. Clip này tôi quay 6 tháng. Vàng rất là tươi luôn đấy các bạn. Tôi trồng ở chỗ đó bằng sơ dừa với lại Ben 01. Tôi trộn sơ dừa với Ben 01 tôi trồng. Còn cái chậu này, rễ nó tua tủa, nó đâm lên trời này các bạn. Cái này là hiện tượng ngày trước tôi trồng nó khô quá, thiếu nước nên rễ nó mới phi lên trời như vậy đấy. Còn những cái chậu mà đủ nước, đủ chất dinh dưỡng ấy, rễ không bao giờ phi lên trời như vậy đâu. Các bạn quan sát nhé, đây nhé, cùng một giống nhé, cái này là rễ tua tủa này. Là thiếu nước, thiếu chất. Còn bên này tôi có một cái chậu. Hầu như là không bị rễ đâm lên trời, chỉ có 1, 2, 3 cái không đáng kể. Đây ạ. Cùng một giống luôn, cái này xanh hơn, mỡ hơn, tươi hơn. Bản lá rộng hơn, cây đẻ sung hơn. Và bộ rễ của nó này, nó cứ quấn quấn quấn, nó đi sâu vào bên trong chậu thôi. Cái viên xanh xanh ấy là viên bả sên. Cái viên hồng hồng trong trong và trắng trắng ấy, là viên phân 20-10-10. Thông minh của Hàn Quốc. Còn cái viên đen đen ấy là viên viên nén dinh dưỡng Ben 01 của Hùng Nguyễn. Đấy, ba thứ. Bản lá cũng rất là rộng, 6 sen đấy, 5 sen rưỡi 6 sen đấy ạ. Rất là mỡ. Rất là mướt chứ nó không giống như cái chậu kia. Đấy thì nói chung là chỉ cần thay đổi một chút về cách trồng, cách chăm sóc, về giá thể, phân, tự nhiên là cây lan nó khác hẳn. Đây như các bạn thấy này. Trồng bằng cái chậu nhỏ mà không đủ nước, không đủ chất, rễ nó phi lên trời này, tua tủa luôn. Đây chậu gỗ này các bạn. Quá trời rễ luôn. Cái chất dinh dưỡng nó được dồn để nó nuôi rễ và tạo rễ thôi. Đã tốn bao nhiêu dinh dưỡng rồi. Những cái chậu này tôi chưa có thời gian để thay. Còn những cái chậu mà tôi đã thay rồi ấy, như chậu này chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là
hầu như là rễ nó không phi lên trời bao nhiêu cả, vì nó đủ chất mà, đủ chất đủ nước mà bản lá cũng sẽ rất là rộng, củ rất là bự luôn. Đằng này là những cái cây lan đơn thân thì hầu như là không bị gì cả, chủ yếu là nó bị vàng do là lạnh quá thôi. Có cả cây lan cùi bắp kìa các bạn kìa, bắp ngô ấy. Một số chỗ người ta gọi là bắp ngô, một số chỗ gọi là cây cùi bắp. Thì thực sự là nó khỏe lắm, lì lắm. Vứt vạ vứt vật nó cũng không có bị con gì nó ăn hết ấy. Thế nó mới lạ chứ. Ở đây có một cây hoàng yến. Cây hoàng yến nó đang có hoa. Đang nở đây các bạn này, rất là tươi. Cây này cũng rất là dễ trồng. Nó phải có nắng mới có nhiều hoa các bạn, cho nên tôi trèo bờ rào để cho nó ăn nhiều nắng. Nãy giờ tôi nói cây lan cùi bắp, có khi một số bạn lại tưởng là tôi coi thường những cây lan, nhưng thực ra nó tên là thế, cái kiểu nó vậy đấy. Đối với lan hiện tại nó có khoảng 200.000 loài ngoài tự nhiên và hàng mấy trăm nghìn loài mà người ta lai tạo ra. Tính ra đến nay phải gần cả triệu loài. Thì rất là nhiều các loại tên. Rất là nhiều tên. Mỗi người họ sẽ gọi một kiểu, họ sẽ đặt một kiểu. Chỗ này là một số cây giả hạc mà tôi cũng đã lên cho lên sóng. Trong đấy có một cái cây, nó bị vàng một cái lá ở giữa như này. Thì thường ấy nó bị vàng lá như này là do nó bị thán thư. Đây thán thư này các bạn. Thì nếu mà nó bị vàng một hoặc hai lá ở giữa mà nó lại rụng lá như này, mà lá ở bên trên không bị, trong khi đó tôi không phun thuốc các bạn nhé. Thế điều đó chứng tỏ là gì ạ? Cây lan nó có khả năng miễn dịch. Nó có khả năng tự cách ly bệnh. Nó tự rớt những cái lá bệnh, tự rụng những cái lá bệnh đi, để nó bảo vệ cơ thể của nó. Ồ, hôm nay cái cây thập hoa đột biến nở. Thập hoa trắng tuyền nở các bạn ạ. Rất là tươi. Nét lên. Đấy, rất tươi luôn. Trắng tinh. Cái bụi này tôi trồng được hơn một năm rồi. Ở đây tôi thấy nhện nó răng tơ. Xong rồi có một con ốc sên, nó đi lên và nó dính vào tơ nhện. Nó chết luôn ở trên cái tơ nhện này các bạn. Cái lô này buổi tối trước khi mà tôi đi quay clip xa thì tôi đã giải cho nó một đống bả sên. Tại vì tôi thấy nó quá nhiều ốc sên. Ốc sên nó ăn xong rồi nó ị hết, bẩn hết cả giả hành luôn. Sau 10 ngày về thì giả hành bắt đầu sạch, nhưng mà vẫn còn một ít tàn tích của cái vết phân ốc sên ở trên giả hành đây các bạn, đen đen này, chấm chấm đó. Bả sên này khả năng là đã không còn một con sên nào cả. Giả hành rất là bự. Giả hành của cây này to hơn cổ tay của tôi. Các bạn nhìn cổ tay này. Đấy. Dã man chưa? To gần bằng lon bia Heineken bạc đấy. Rất là mỡ. Cái này tôi cũng dùng 20-10-10 với lại Ben 01 Hùng Nguyễn thôi. Sau một thời gian trồng lan tôi mới phát hiện ra được là đối với lại cái cây Sơn Thủy Tiên nói riêng và Hoàng Lạp nói chung,
hoặc là kiều nói chung thì thật sự là bỏ phân ở gốc vẫn là ok hơn rất là nhiều so với lại đi phun. Đi phun thì cứ 3 ngày lại phải ôm cần phun một lần, rất là mệt mỏi, mất thời gian. Trong khi đó mình chỉ cần kích rễ cho nó vài lần cho nó đủ bộ rễ, sau đó thì giải phân. Phân thông minh của Hàn Quốc với lại phân với lại viên nén dinh dưỡng Ben 01 của Hùng Nguyễn giải vào đó là xong. Rất là đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian mà lại hiệu quả kinh tế nữa. Hai hồng cũng gần gần tàn rồi các bạn ạ. Hài của tôi là tôi trồng bằng dớn với lại sơ dừa. Cái này là chỉ trồng để chơi thôi, chứ không bán. Hài là tôi không bán một chậu nào cả. Ở đây tôi cũng có nhiều giống hài phết đấy, mười mấy giống ấy. Cơ bản thì cây hài ở Việt Nam là một cây kén người chơi, kén người chơi lắm. Đây là một cái cây kiếm mà nó một mẹ đẻ ra được 3 con này. Công nhận khỏe thật. Rất là lực. Cái chậu này bán trượt mấy lần. Cái chậu này này các bạn, tôi bán hụt mấy lần luôn. Họ cứ chốt xong họ lại hồi, chốt xong lại hồi. Tôi sau đó tôi quyết định tôi không bán nữa. Thế mà lại ngon. May mà lại không bán được, lại ngon. Nếu được đó mà bán thì lại không ngon như bây giờ rồi. Các bạn thấy cái lá 5cm này. Cây mẹ của nó lá nó rất là nhỏ thôi và hơi dài một chút. Đây, lá cũng hơi nhỏ và hơi dài. Sau một thời gian chăm sóc, đúng với cái chế độ chăm sóc chuẩn đối với cây kiếm thì bắt đầu mầm nó ra rất là lực, rất là khỏe, bản lá rất là rộng và dày, xanh mỡ luôn, mướt luôn. Cái này mấy mà được chậu bự đâu các bạn, mấy mà ấm chậu, đầy chậu đâu mà. Nói chung là đối với cái nghề lan này nó nhiều thăng trầm lắm các bạn ạ. Có nhiều cái ấy, nó là cái duyên. Có muốn bán cũng chẳng bán được. Nó cứ ở lại với mình vậy đó. Và đến khi mà được một cái mức độ rất là cao chót vót luôn thì lại bán được. Lúc rẻ bán lại không được. Đấy. Nhưng cũng có những cây ấy thì không cần bán cũng sẽ có người hỏi mua cho bằng được, năn nỉ mua cho bằng được. Tìm mọi cách từ chối vẫn không từ chối được. Thậm chí là có người ấy mang ô tô đến đây, tôi không đồng ý bán nhưng vẫn xách lan lên ô tô, để lên ô tô, xong rồi chuyển khoản cho tôi. Thật sự là không lẽ mình lại chạy ra ô tô mình cướp lan về đúng không ạ? Trường hợp này đã xảy ra vài lần rồi các bạn. Thì thôi, chấp nhận thôi chứ biết sao được. Người ta thích quá thì mình chia sẻ thôi chứ. Cái này 1 đẻ 6 luôn này các bạn. Cái mẹ nó bé bé còi còi vậy đó mà nó đẻ kinh khủng thật. 6 cây. Rất là mỡ. Cái này có hoa chính chậu rồi. Cái này như là cây hồng văn giang thì phải. Một cái video clip mạn đàm chém gió chia sẻ một chút về cái quan niệm chơi lan của tôi, cũng như là mời các bạn cùng tôi đi ngắm dàn lan sau một quá trình nửa tháng, 10 ngày nửa tháng không có mặt ở vườn. Có lẽ là sẽ không có nhiều nội dung, nhưng mà chắc là cũng sẽ có nhiều người đồng quan điểm với tôi. Đối với tôi, tất cả những giống lan đều đáng chơi, đáng sưu tầm. Và mình chơi những thứ mình thích, mình buôn bán và làm kinh tế những thứ thiên hạ thích.
là điều rất là hợp lý. Mang từ chỗ nhiều đến chỗ ít, mang từ chỗ thừa đến chỗ thiếu, đó là cách mà tôi làm kinh tế. Còn đối với tôi chơi lan là tôi chơi tất cả mọi thứ, từ những cây mà vài ba chục nghìn đến vài ba chục triệu. Tôi thích là tôi chơi thôi. Mình chơi đủ đúng với lại cái điều kiện kinh tế của mình là được. Mình chơi làm sao mà thấy nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ là được. Còn mọi người nghĩ gì và quan niệm như thế nào thì đó là cái góc nhìn của mỗi người, mình cũng nên tôn trọng. Tôn trọng góc nhìn của mỗi người. Không nên đả kích hay đá xoáy hay đâm chọc vào những cái quan niệm chơi, quan điểm chơi và góc nhìn của ai cả. Vì mỗi người đều ở những cái hoàn cảnh, những cái sự nhận thức khác nhau, học thức khác nhau, công việc nghề nghiệp khác nhau, giới tính khác nhau, không ai giống ai cả. Thế có được như thế thì mình chơi mới thoải mái. Còn nếu mà giả sử như mình chơi, mình thấy cây này đẹp, thấy cây này hay, mình chơi nhưng mà mình lại cứ đi đá xoáy hoặc dìm hàng những cây khác, những giống khác, thì thật sự như vậy nó sẽ gây ra nhiều những cái chiến tranh lắm, nhiều những cái xích mích, những cái bất hòa hợp, thì cuộc chơi nó sẽ mất vui đi ạ. Thì đấy là một chút cái quan niệm của tôi, quan điểm của tôi. Thời gian hiện tại thì nick Facebook của tôi cũng chưa lấy lại được. Tính đến nay là đã gần hơn 2 tháng rồi chưa lấy lại được nick Facebook. Bên Facebook họ gửi mail cho tôi tổng cộng là 3 lần rồi. Họ đòi hỏi đủ thứ thì tôi cũng đã cung cấp, nhưng mà tôi vẫn chưa lấy lại được nick. Thì tôi cũng không lập nick mới, tôi quyết định không lập nick mới. Tôi chờ đến khi nào mà tôi hoàn toàn không lấy lại được nick cũ thì tôi mới lập nick mới. Và tôi cứ vẫn tiếp tục chờ. Thì nếu mà quý vị và các bạn nào mà có những thắc mắc về lan, muốn hỏi về lan, về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan, thì liên hệ với tôi qua Zalo ạ. Số điện thoại Zalo của tôi ấy, thì các bạn lên trên Google, các bạn gõ là Vườn Lan Nguyễn Ngọc Hà. Vườn Lan Nguyễn Ngọc Hà là quý vị sẽ thấy được cái Zalo của tôi. Số 0963133117. 0963133117 là số Zalo mày à con. Số Zalo của tôi đấy các bạn. Thì quý vị cứ liên hệ vào số Zalo của tôi sẽ chia sẻ về kỹ thuật với các bạn.